VocoPro xin chào tất cả các bạn. Và ngày hôm nay VocoPro sẽ hướng dẫn cho các bạn một tính năng cực kỳ là mới và hết sức là hấp dẫn. Ít có ai biết được, đó là tính năng bảo mật trên cả bảo mật. Đây, và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn ngay sau đây. Các bạn nhìn thấy trên màn hình của mình không ạ? Đây, các bạn nhìn thấy nè, vô cái thư mục này đi. Đây, vẫn không thấy tính năng Zalo. Các bạn, đố các bạn tìm thấy được cái icon Zalo của mình ha. Đây, chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy được cái Zalo qua đây nữa nè, cũng không có Zalo luôn, các bạn nhìn thấy ha. Chúng ta tìm, đối với bạn tìm thấy được cái icon Zalo đây. Thì khi mà cái người mà họ chưa biết về tính năng này á, thì họ cứ nghĩ là cái máy của mình là không sử dụng Zalo, nhưng mà thực tế á, thì mình đang sử dụng Zalo đó nha các bạn. Đấy, các bạn thấy không, không thấy Zalo xuất hiện nha. Rồi bây giờ để biết được mình có sử dụng Zalo hay không thì các bạn hãy vào mở cái bàn phím lên, bàn phím gọi nè, chúng ta vào bàn phím gọi, các bạn bấm thăng 1021 thăng. Đấy, thì nó sẽ xuất hiện cái Zalo này, các bạn thấy không, xuất hiện cái Zalo đây, mình vào Zalo bình thường. Thì trong Zalo của Vui Cùng Apple, khi các bạn kết bạn với Vui Cùng Apple á, thì bên mình sẽ cập nhật thường xuyên tất cả các clip mới nhất hướng dẫn về cách sử dụng cũng như là cách fix lỗi ở các cái dòng điện thoại Apple. Ví dụ như có một cái tính năng cực kỳ hấp dẫn nè, khi mà chúng ta quên mật khẩu ở F11, F11 Pro thì chúng ta có thể tự khôi phục lại từ nhà nếu mà các bạn còn dấu vân tay. Đó là một cái tính năng cũng cực kỳ là hấp dẫn, không cần phải đến các trung tâm bảo hành hoặc là đến các cái đại lý, các cái cửa hàng ngoài, họ sẽ tính phí các bạn ha. Đấy, rất là tiện ích. Rồi, có một cái tính năng cũng cực kỳ là hay, đó là cái Animon 4D chụp hình. Khi chúng ta chụp hình thì cái con vật này nó sẽ ló ra ngoài luôn. Rồi, thì cái này thì mình sẽ tìm hiểu sau ha. Hôm nay mình chỉ nói về tính năng của ẩn cái icon của ứng dụng thôi. Đấy, các bạn thoát ra ngoài, chúng ta xem lại, không có ứng dụng Zalo nha. Rồi thì bây giờ làm sao để cài đặt được cái tính năng này thì giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành ngay sau đây. Trước tiên thì các bạn vào phần cài đặt nè. Rồi, chúng ta tìm đến cái một dấu vân tay khuôn mặt mật khẩu nha các bạn. Đây, dấu vân tay khuôn mặt và mật khẩu. Rồi, sau đó chúng ta bắt đầu nhấp vào cái mật khẩu riêng tư nè, mật khẩu riêng tư. Rồi, chúng ta nhập cái mật khẩu riêng tư mà các bạn đã tạo trước đó vào. Mình thì mình tạo là 1021. Rồi, xong thì các bạn kéo xuống cái phần là khóa ứng dụng ha, khóa ứng dụng nè. Nhập vào khóa ứng dụng. Thì trong đây có, nó sẽ tập hợp tất cả các ứng dụng mà chúng ta cài đặt hoặc là các ứng dụng mặc định ở bên trong máy. Thì lúc nãy là mình ẩn cái Zalo, thì Zalo nằm ở phía dưới nè. Bên cạnh đó các bạn có thể ẩn được tùy chọn bất kỳ cái ứng dụng nào chúng ta muốn nha. Ví dụ như chúng ta ẩn Facebook hay là KB nè, hay là một tin nhắn cũng được luôn nha các bạn. Rồi thì bây giờ mình bên mình thì mình đang ẩn cái Zalo. Đây, các bạn mở Zalo lên. Đây, các bạn thấy không ạ? Ở đây thì có là bật xác minh bằng mật khẩu, có nghĩa là khi chúng ta mở cái ứng dụng lên thì nó phải hỏi lại cái mật khẩu. Ở bên dưới thì nó có là ẩn biểu tượng màn hình chính. Rồi, do mình bật cái này lên nên cái biểu tượng màn hình chính mình nó sẽ ẩn luôn. Khi mà lần đầu tiên các bạn cài tính năng này á, thì chúng ta bật biểu tượng màn hình chính này lên thì nó sẽ hỏi các bạn là đặt cái mật khẩu để mà vào. Hồi nãy là mình có bấm là thăng cái mật khẩu này nè các bạn, cái mật khẩu 1021 ha. Cái mật khẩu là thăng 1021 nè. Đây, cái mật khẩu này là thăng để nó hiện cái biểu tượng này lên. Thì khi mà chúng ta lần đầu tiên chúng ta cài đặt á, thì các bạn có thể là tự đặt cái mật khẩu này theo cái ý của mình muốn, muốn đặt mật khẩu như thế nào thì đặt nha. Rồi, thì các bạn nhấp lại nè, mình sẽ vào lại cho các bạn xem cái mục đó. Rồi, khóa ứng dụng, chúng ta tìm đến mục Zalo nè. Rồi, đây, ẩn biểu tượng màn hình chính ha. Khi chúng ta chọn vào cái ẩn biểu tượng màn hình chính này thì tất nhiên là cái Zalo của bạn nó sẽ bị ẩn đi. Rồi thì nếu chúng ta thử coi, chúng ta tắt cái tính năng này đi, xem coi Zalo có xuất hiện ở ngoài màn hình chính không nha. Thì chắc chắn rằng nó sẽ xuất hiện ngoài màn chính ngay. Các bạn thấy không ạ? Đây, Zalo cho là chúng ta đã xuất hiện. Và còn một cái tính năng cực kỳ hấp dẫn nữa, đó là Zalo hay là Facebook là một cái app cực kỳ là thông dụng. Thì khi mà chúng ta nói chúng ta không sử dụng thì nó
nó không có hợp lý lắm. Bây giờ nếu mà để nâng cái tính năng bảo mật này lên, mình vẫn sử dụng nhưng mà mình nói là mình không có sử dụng thì như thế nào? Có nghĩa là mình sẽ tạo thêm một cái Zalo nữa ha, mình sẽ tạo ra một cái Zalo nữa. Đây các bạn vào cài đặt nè, chúng ta vào nhân bản ứng dụng. Đây nhân bản ứng dụng, nhân bản ứng dụng ha. Rồi các bạn vào chọn Zalo. Đây trong đây nhân bản thì có rất là nhiều thứ nè, như là Facebook, Messenger, Skype, WeChat hay là Zalo, thì các bạn chọn Zalo. Rồi chúng ta bật cái tính năng nhân bản này lên. Đây, và trong đây nhân bản này nó cũng có thể đổi tên cái này luôn nha bạn. Các bạn có thể là bỏ chữ nhân bản đi thành chữ Zalo không cũng được. Và bây giờ chúng ta thoát ra màn hình ngoài xem như thế nào. Đây thì nó sẽ có hai cái Zalo ha. Và chúng ta ẩn cái Zalo này đi, cái Zalo này nè, Zalo này là cái Zalo mà mình đang sử dụng ha. Và mình ẩn cái Zalo mình đang sử dụng này đi. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành giống như lúc nãy, mình vào cài đặt, mình vào dấu vân tay, dấu vân tay và khuôn mặt nè. À, sau đó các bạn vào mật khẩu riêng tư. Rồi chúng ta nhập cái mật khẩu mà chúng ta đặt vào. Xong chúng ta vào phần ứng dụng nè. Xong chúng ta tìm đến cái mục mà chúng ta cần ẩn nó đi. Đây Zalo nè. Thì các bạn thấy không? Ở đây nó có hai Zalo. Một là cái Zalo mà chúng ta đang sử dụng, hai là cái Zalo nhân bản. Đây các bạn thấy không? Zalo nhân bản nè. Đây. Đấy, cái Zalo là Zalo nhân bản ha, Zalo nhân bản nè. Thì chúng ta muốn ẩn cái nào á thì chúng ta chọn tích vào nó thôi. Đây, tích vào. Thì cái Zalo nhân bản này nó sẽ ẩn. Thì chúng ta hoặc là chúng ta có thể là ẩn cái chính. Đây. Các bạn thoát ra xem. Đây các bạn thấy không? Hiện bây giờ là cái Zalo của mình nó đã mất đi rồi. Các bạn muốn vào Zalo đó thì các bạn sẽ nhập cái mật khẩu lúc nãy là thăng 1021 thăng. Đây nó sẽ xuất hiện cái Zalo của bạn lên. Rồi bây giờ nếu mà chúng ta muốn trong cái Zalo này nó có một cái tính năng, trong cái cài đặt này nó có một tính năng cực kỳ là thú vị nữa các bạn. Đây, chúng ta vào lại ha. Chúng ta vào phần ứng dụng nè. Chúng ta tìm đến Zalo. Đây. Nó có là không hiển thị trong thanh tác vụ gần đây. Có nghĩa là khi mà cứ ứng dụng giải ngầm á, các bạn bật tính năng này lên thì mà chúng ta truy cập vào á thì tính năng Zalo nó không thấy. Đấy, các bạn thấy không? Là chúng ta chưa có truy cập vào Zalo nè. Nếu mà chúng ta tắt cái tính năng này đi. Nếu mà chúng ta tắt cái tính năng không hiển thị tương tác gần đây á thì nó sẽ hiện ở trong chiến độ ngầm ngay. Đây này không có đúng không các bạn? Bây giờ này, chúng ta vào lại nè. 1021 nè. Thăng 1021 thăng. Rồi chúng ta mở Zalo lên này. Đây. Và chúng ta thoát ra thì nó vẫn còn ở trong chế độ chạy ngầm. Các bạn thấy không? Đây nó vẫn còn trong chế độ chạy ngầm nè. Rồi, mình để mình thoát cho nó, mình để mình thoát cho nó không có hiện ở chế độ chạy ngầm luôn. Thì chúng ta giống như tính năng lúc nãy mình vừa hướng dẫn đó, các bạn sẽ bật nó lên. Các bạn sẽ bật cái tính năng này lên. Đây, bật này lên ha. Thì có nghĩa là nó sẽ không có cho nó không hiển thị chế độ chạy ngầm luôn. Còn ở phần ở dưới là không hiển thị thông báo. Thì khi các bạn tắt cái tính năng này đi thì cái thanh thông báo ở trên đây nè, thanh trạng thái nè, nó cũng không xuất hiện thông báo luôn. Mà khi nào các bạn muốn vào đọc tin nhắn thì chúng ta phải truy cập vào đó thì mới xuất hiện cái tin nhắn lên. Và cái ứng dụng này, cái tính năng này nó cực kỳ là thú vị cho các bạn. Nếu mà nó tăng cái tính bảo mật lên cực kỳ cao. Rồi rất đơn giản. Chúc bạn thành công. Ok, như vậy là xong nhé. Thật đơn giản, chỉ cần một thao tác là có thể xử lý được lỗi. Nếu các bạn cảm thấy clip hữu ích, hãy để lại một like và nhớ đăng ký kênh để cập nhật các cái hướng dẫn mới nhất bạn nhé. Và bây giờ, Vui của Oppo xin chào và hẹn gặp lại.